Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 29. Kim Song Vinh, tại sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn tham lam điều gì nữa? Ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Ngươi chỉ là một con quỷ hút máu trong lốt con người. Tuyệt đối không thể trở thành người, không thể cùng mặt trời của Hà Lâm Mộ. Đó chính là ngươi. Nhìn có vẻ như là bị sưng vậy. Môi của tỷ không ổn sao? Đúng không? Ta nhìn có chút khác. Hả? Đây là gì vậy? Là giày da. Đúng không? Môi cũng nhìn ra là giày da mà. À, đúng vậy, đây đúng là giày da. Đúng là giày da rồi. Khi tôi đưa cho những người bán sách xem bản quả chân dung của Wei Shun-yi thì lại phát hiện ra một bức khác. Theo lời kể của những thợ săn nô lệ thì những người này từng bán sách cho thế tử Sa Đông tên là Choi Do-gap. Nhưng mà thưa đại nhân, việc đại thúc Wei Shun-yi biết về bản ghi chép của thế tử Sa Đông chỉ mình đại nhân biết thôi là được rồi. Phải giấu kín nó bởi vì vẫn còn một lý do khác. Vậy ngươi chắc cũng đã biết về việc hắn ta bán sách cho thế tử Sa. Sau khi đứng ra làm chứng cho hành động mưu phản của thế tử Sa Đông thì đột nhiên hắn lập tức mất dấu vết. Có tin đồn rằng hắn đã chết, nhưng chắc chắn là chính là Wei Shun-yi. Hắn ta đã mất tích được 6 ngày rồi. Không lẽ đám thợ săn nô lệ đã bắt được hắn? Ngươi đi xác nhận lại đi. Dạ đại nhân. Ngươi cần phải ngủ, cũng phải ăn uống thật ngon. Ta tốn công tìm ngươi, không phải là để ngươi chết. Nếu nhớ ra được gì về bản ghi chép của thế tử Sa Đông
thì lập tức đi tìm ta. Món canh này 10 năm trước ta đã cùng phụ thân thưởng thức ở trong nhà của ngươi, vị đã không còn như trước. Mình có vật chứng ở đây nên không thể làm mơ. Phải hỏi thôi. Hôm qua ngày gặp tôi sao? Có phải là ngày mua cho tôi đôi giày này không? Thậm chí là ngày còn lợi dụng hôn tôi nữa đúng không? Ôi trời, trời, nếu đã đến tìm đại nhân thì cứ vào thôi. Ôi, chịu luôn, không hiểu nổi. Phiền phức ghê trời. Ờ, nè, tên họ Châu, công tử bán sách. Cứ mặc kệ hắn đi. Đại nhân, Chô Giang Xuân, rốt cuộc là đầu ngươi bị sao vậy? Không thèm liếc nhìn ngươi thì sao có thể? Cũng là vì muốn tốt cho Giang Xuân, cho nên là đã không nhận lấy đó. Xin ngài hãy nhận quà tạ ơn. Từ một nơi trú ngụ cho đến phí chữa trị, ngài đều đảm đương cho gia đình họ. Tôi mong rằng ngài vẫn sẽ giữ lời. Xin ngài đừng quá lo, mọi việc đều được chuẩn bị chu đáo hết rồi. Xin lỗi vì không thể báo trước cho ngài về việc cho họ chuyển đến Tam Đa. Nghe nói vì Lan Y có thể chữa trị cho bụi bụi của hắn, hiện đang ở Tam Đa. Nàng làm tốt lắm. Tên quỷ đó biết mùi hương của Giang Xuân, càng rời xa thì càng an toàn. Từ khi có bản danh sách, nàng đã xác nhận võ sĩ hộ vệ của Thế tử Sa Đông chưa? Nghe nói 5 năm trước đã nhập tịch làm lính tại Chon La Cha Đuông. Và tình cờ đêm nay, binh phán của xã mang theo kẻ đứng đầu tại nơi đó đến đây. Khi đó ngài hãy thử xác nhận. Ta biết rồi. Đại nhân, đại nhân, có chuyện gì mà cuống cuồng như vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Quan quân ở bên ngoài đang truy bắt từ kẻ bán sách đến người mua sách. Cứ thấy tay ai cầm sách là bắt lại hết. Các ngươi nghe ta nói nè, ha, ta nói đây, ha, nội dung cuốn sách này là câu chuyện về đêm của những kẻ đứa trẻ trong nước đó, ha. Ồ, đó là vậy hả? Các sư huynh cũng bị bắt hết rồi. Hứa với nhau rồi nha. Dạ. 3 năm sau khi ta quay lại đây, không chỉ chữ giết mà cả thiên nhân tự cũng phải biết đó. Dạ. Sư huynh ơi, huynh nhất định phải giữ lời hứa nha. Huynh nhất định phải quay về gặp tụi đệ đó. Đương nhiên rồi. Huynh, dù các đệ có không thích thì ta nhất định cũng sẽ về tìm. Lần tới gặp lại có lẽ đều lớn hết rồi. Cái gì bên kia? Chạy mau, tuyệt đối không được để bị bắt. Đi mau.